Dạ vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu Giàm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ là 0978 -559 Và 0971 336 -559 các bác nhé Hôm nay em lên cho các bác một siêu phẩm iPhone 11 Bản Mỹ 64 ghi hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhé Rồi. Hàng new các bác này Rồi mới chỉ kích hoạt online được các bác nhé hàng new chưa qua sử dụng các bác cái 11 này ví dụ như bản Việt Nam thì chỉ còn tàu ít chứ hàng Mỹ như thế này hầu như trên thị trường Việt Nam hầu như chỉ có một mình nhà em có các bác nhé hàng new bản Mỹ 11 như thế này chỉ một mình nhà em có các bác này cái này mới sạc có 7 lần còn bảo hành hãng đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 cây này là kích hoạt online các bác nhé chưa qua sử dụng đây các bác này rồi. Hàng mới chưa qua sử dụng các bác này. Đây mà cho các bác xem chi tiết nhé. iPhone 11 đây các bác này. iOS 16.1.1 các bác nhé. Bản Mỹ là là mã mà mã thương mại đây các bác này. 64 g các bác nhé. Cái cây này là em bảo hành cho các bác à, một năm. Nỗi một đổi một trong vòng tháng đầu tiên các bác nhé Còn bảo hành theo chính sách của hãng các bạn. Đấy Đây mà quay chi tiết cho các bác ngắm nhé Cái này thì các bác không cần phải hỏi là chức năng Đấy Cái này là hạt bụi các bác Cái này là hạt bụi thôi Cái này nó là nâng gương nên là tay chân Chỉ cần bám một cái là nó có mồ hôi các bác nhé Đấy Hàng new chưa qua sử dụng các bác nhé Đấy các bác đang xem chương trình bên em mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để hàng ngày em sưu tập những cái sản phẩm siêu khủng này cho các bác nhé các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo cho các bác nhé Đấy. còn các bác mua máy nhà em rồi thì không cần đặt cọc còn những bác mua lần đầu tiên thì đặt cọc cho em từ 100.000 đồng trở lên các bác nhé Đấy. siêu phẩm này các bác này siêu phẩm iPhone 11 bản Mỹ full chức năng hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhé để mà cho vào máy tính phần mềm cho các bác xem à, cho nó chi tiết các bác nhé các bác à, ở những cái khu vực gần nhà em như là Thái Bình Hưng Yên Hải Dương quê em Bắc Ninh Hải Phòng nếu em à, có thợ ship tận nhà cho các bác nhé các bác chỉ à, cần ano và đặt cọc cho em, là em ship tận nhà cho các bác cài đặt Zalo Facebook hình ảnh danh bạ từ máy cũ sang máy mới các bác nhé à, Đây mà cho các bác xem chi tiết này Ngày sản xuất ngày 20 tháng 2 năm 2022 sản xuất rất là cao Pin 100, 100 mới sạc 7 lần các bác này Mã mờ mã mà thương mại đây bản Mỹ đây iOS đây các bác nhé màu đen đây Đây mà cho các bác xem Đấy, Còn bảo hành hãng là 43 ngày Đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 các bác nhé bản quốc tế Mỹ các bác nhé Bao quốc tế cho các bác chọn đời Kể cả các bác mua nhà em 10 năm rồi mà nó quay lại bản nốc này em hỗ trợ đổi mới cho các bác luôn Riêng nhà em nó thế các bác nhé Đấy. Ngoài sản phẩm này ra nhà em còn rất nhiều sản phẩm từ iPhone 6S rồi 7G 7 phần rồi 8 phần X rồi XS, XS Max còn đầy đủ hết các bác nhé Củ sạc xịn xuất nhập rồi tai nghe không dây còn rất nhiều các bác nhé à, rất là nhiều các bác mà mua hàng bên em trước khi nhận hàng thì các bác kể cả mua rồi hoặc chưa mua đều phải dạch hàng để kiểm tra các bác nhé xem có bị bẹp méo rơi vỡ không hay là bị đổi cháo không trước khi mình thanh toán các bác nhé để mất lòng đôi bên các bạn à, trước khi là em à, mua là em đều nhắc các bác là phải kiểm tra trước khi thanh toán kể cả mua rồi các bác nhé các bác tin tưởng em nhưng trong quá trình vận chuyển nó bị rơi vỡ rồi nó không hay các bác nhé đấy, Rơi vỡ hoặc là nó bị đánh cháo ví dụ như nó đút cục gạch vào đấy Bây giờ nói chung là ngày Tết xong là nhiều trường hợp Kể cả shipper cũng không thể tin tưởng được các bác chứ Nhiều lúc người ta đi vào đường cùng là người ta vẫn đánh cháo hàng các bạn đấy. Bác nào thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé Có mỗi cây thôi Hàng mới cái này thì các bác không cần phải hỏi về ngoại hình lẫn chức năng Mà xin được tạm dừng video tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau